Con gì dữ thằng hả trời. Nó nặng, nó nặng nữa đó. Lùm các bạn. Chào các bạn nha. Bữa nay mấy anh em mình tự động bắt chuột. Con chuột khứ già luôn. Chuột giấy. Bữa nay có anh Thông ghé chơi. Anh Dương nữa. Hello cả nhà. Anh Tú đằng kia kìa. Chào anh Tú nha. Chào Khải. Chào bạn. Thôi anh em mình xuất phát nha. Cảm ơn anh. Mọi người để lấy cái máy cái. Đây anh ơi. Quân Khải ơi, quân dắt quân Khải ơi. Đâu. Kỳ chạy. Vô quánh luôn á, con chuột chả bá lửa luôn. Chó lại kìa Khải ơi. Ê, sao ơi? Vô đây nè, vô đây. Vô đây nè. Vô rồi, vô rồi. Lâm một con. Hay quá xong ơi. Dưới này, dưới đây. Thù lù luôn. Mày chạy mày được à? Trời ơi, con giấy nó bự. Rồi giấy không ơi. Ừ? Ôi con kia nhỏ hơn xong ơi. Con kia nhỏ hơn. Con kia cái mà. Con này nó bự, thấy chạy lên bự cho bá mà. Đâu có, thấy một cái chạy lên con giấy. Vô mình nè. Mày con giấy mà. Hơi bành kia luôn. Qua chữ. Nổi lên chỗ nào ạ? À? Đây chạy luôn. Một. Chắc nó vừa nổi lên nó chạy liền nó cái gì. Không ghê ha. Không khóc. Có tìm cái gì ta? Lặng nó chạy ở đây nè. Vô luôn Khải. Chuột qua đây mà kỹ ta. Bạn gì hướng đây nè. Ê, ê, ê. Xuống đây, xuống nước nó nặng nữa đó. Nó nó đầy mà. Coi mấy bả nữa thầy. Mới nặng nữa đó. Hay gì ta?
Cái kiến gặp bự vậy. Kiến cái chơi à? Tiêu chạy. Dạ. Thôi bỏ đi qua coi cục rây rồi dùng nha Tú ơi. Cục này còn nữa nè. Ủa đây đây đây. Bự bự con trai. Đi hay chỗ cái. Thử trà gần nó lại. Lên 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 lên. Đây là trong này, 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 trong này. Cái quần này cái Tú. Ừ. Chỗ dặn gì anh Tú ơi? Có là nó lên mấy bờ rồi đó. Dạ anh nung gì chỗ đó anh Tú? Dính. Chạy lên xong rồi. Đấy, dưới đây dọc dọc nó hút lên xong rồi mà. Dính không? Nó hoài đó đi ạ. Hút hả dính? Vô hả? Vô khỉ. Dính rồi. Sao mà vô? Biết chỗ đó chỗ chết cũng chạy lại. Ừ. Chạy lên xong. Nhóc rồi bắt dở. Chạy nghe nghe mấy cái thằng mà bắt dở. Lượm con gái nữa nha. Bên này bắt chuột giấy không ta? Mình chịu khó, mình dùng như nè. Có chỗ có mua bắt lên đâu. Chịu khó mình dùng như vậy nè là bắt chuột giấy không à? Nó ở đâu không qua trong hang. Giá đâu ở hang. Nó bao dây là mới được. Nó chạy mình không hay à. Còn hơi đó nè. Nãy nổi lên cho anh Tú đó. Hơi đưa bọn đó thì em vô anh rạp nữa. Chợt nha, chợt đi xuống luôn, thấp luôn nha, sâu nha. Đúng không? Ê, Mina còn cái gì nữa anh Tú ơi? Cái hơi còn đó đâu rồi. Gì lắm. Không. Ây, nó. Chút da dập dọt. Chạy vậy kìa. Nặng lắm nặng. Anh thông tiếp anh thông ơi. Một. Hai. Ê chó. Đó đâu. Coi đó luôn. Đâu. Lên. Đây. Được rồi thấy. Chạy lại qua cục bên đây rồi. Lát cái cục này sẽ lại cái lát cục này lên. Tới chiều. Qua đây. Ê con chó mày nè. Có hơi gì á. Cái hang tôi cắm còn hơn Tú. Mới không? Ngon rồi nha. Mình chia ra mới được, nó chạy mà không hay á.
đụng con cống coi. Này còn heo không? Có chưa? Mới anh Tú? Xuống cái chân anh Tú? Dạ. Chân có nước đó. Lau qua cho khô cái đầu cho nhẹ. Rồi mà gồm làm gói là cục giá. Các bà. Với lại chuột hổ. Con mina kìa, chuyên gia các bạn, dình cái chân cái đường mòn chạy ra là tiêu nó liền. Không chừng nó chạy có chạy nó chạy cái dẹt ra liền á. Hang quá vậy. Chó rồi muốn có thử không? Đó mình nướng con gà cho nó nè. Ừ. Mấy nó nghe mùi gà đây đây ở ta. Thơm thơm lại nó hỏi. Nướng gà này mà bự 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 bự. Bự 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 có nha. Dẹt mấy này luôn đi. Nó tung lên không hay đó. Dạ đi nè. Nó tung lên không thấy được chạy đâu. Ờ đừng có cái đó đâu. Bơm đi được không? Bơm đi. Tới bên nào bắt đi. Có chuột nè, tới bên nè. Tới rồi. Đấy, nó chạy vô khỏi. Bây giờ nó chạy sau lưng không hay đó nha. Thằng nó có hàng ngắt. Mình sẽ cục cơm vô hả? Công nhỏ. Công tơ hả? Đây cái đuôi tôi ơi. Rồi, đuôi cơm mà. Trời ơi, dặn cái đuôi nó bự. Dữ lắm cái đuôi nó bự rồi. Chà bá gì đó. Dễ gần luôn. Vô rồi, vô các bạn ơi, vô rồi, vô ơi. Nó rút vô. Cái đừng tung, cái tung á, cái đừng tung á. Trời ơi. Cái đuôi bằng tay Út kìa. Con chuột tới không? Dút lên đây rồi. Không bắn không. Dừng tung nó xong rồi. Theo hoài không kịp nó luôn, chạy nhanh nó ghê đi chứ. Đó. Hết dút rồi. Rồi, trời. Trời bự. Đuôi rồi. Cái đầu của Tú ơi. Mấy con đây. Con này. Nó chét luôn. Bự. Ê. Bự. Dùng nha. Trời ơi. Rồi, nó ngon. Cái được hả? Cái. Vì bự dưới trần. Con cỡ con tấu gì? Đã trời. Bẻ răng đi. Bẻ răng đi. Chuột này nó còn đẻ gì anh Tú ơi. Ở đây các bạn. Con chuột nó bự một chuối trong tới anh Tú luôn á. Hết hồn hết vía chưa? Cái đuôi này ăn được mấy chén cơm nè. Lụm. Chết luôn vậy. Không, giàu các bạn ơi. Hàng bên đó đâu, hàng nó đó vậy? Đúng rồi. Được đó, lụm con nữa nghe anh Tú. Mày lùi cái tay sao đó. Trống trong thường hồi đó nó ở một cặp không, sao giờ nó ở cho nó ít nó thấy cặp quá. Này sữa sạn, sữa sạn nó sinh sản nè. Giấy là cái à? Quá nó lúc cái đường đó nữa rồi. Quá dữ. Thôi. Đầy giọng luôn các bạn, để con khống luôn cái con nửa cái giọng rồi. Thả ghiền coi rồi coi hoài luôn nha. Thôi, anh em mình tiếp tục nha. Thành công. Mấy nào. Mới không xong.
Ê, chạy con bằng kia Sam ơi. Ừ. Trả lại đó, trả lại đó. Trả lại đó đây. Có gì dung dinh nước vậy? Có nào đụng nước không? Có. Chụp ra, trả ra, chụp ra, chạy ra ra. Thì dạy tới, tới đây bắt theo nè. Mới tới đây mất tiêu rồi ta. Chạy Tú đẳng lại hả anh Tú? Ừ. Bự lắm. Anh Tú ơi, chụp đây Tú ơi. Đây nè. Chụp cục này nè. Đi đó coi Thái. Chụp cho vô. Ủa. Chụp chạy bằng lốt à. Chạy bằng lốt à. Chạy đều lắng à. Tiêu rồi. Ủa, lặn tới đó vậy? Ừ. Chính không? Kỳ vậy? Lặn cùng nó luôn. Lặn mày Khải, lặn mày Khải. Xét mấy Khải. Xét mấy, xét mấy, xét mấy. Sau lưng á, sau lưng á, sau lưng á. Dậm cục đó luôn đi. Đè cục đó xuống đi. Im im từ từ. Bự lắm. Nặng te cho nó gục quá. Cho dùng hồi lên cây hết gì. Ê, ê, cho táp anh Tú. Giờ anh táp anh Tú. Anh Tú, Tú lại anh Tú ơi, lặn nữa anh Tú. Xong rồi nhìn qua máy xong rồi. Đây nè, xong. Tới trước, chặn đường, chặn đường trước đi. Tìm xác mé đó. Xác mé, nó không. Rồi lặn câu nữa rồi, hai con rồi đó. Dở đi lên. Kìa 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 mé 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 xác xác mày vô trong mé đi. Anh Dương chạy lên anh Dương, xin mời. Trời ơi Khải, mày chạy bọc ngoài tôi nhưng mày lậu quá chứ Khải.
Cái chừng lên cây đó. Tiêu rồi. Thẳng lên lên chưa? Lên chưa? Con ngồi ngồi xuống anh chưa? Ngồi. Đó, họ chạy ra nữa đó. Hôm nãy thằng đó chạy ra đó. Cái chủ nào? Xuống nó không cầm kìa. Hả? Bự không sao? Cái máy quên. Máy không chưa đây nè. Trời ơi, nó không ngựa. Trong cục rồi đó. Ê, chạy qua xong rồi, chạy qua kìa. Rồi nó tạp với nó gì vậy? Lên trên. Lên trên, Tú ơi. Rồi, cho nó, Tú. Đó. Trung mé. Vô, lặn coi. Con đây nữa nè. Mấy con? Hai con. Hai con luôn nha. Bụng kia khải, ngửa lên kia khải. Lâm. Con. Con cắn cái gì vậy? Con đây nữa đó. Hai con nữa đó. Cắn tay xong bây giờ. Có thấy lặn con rồi đó. Đấy nè. Cấp sau con nữa. Con đang con rồi. Lặn không con ngồi cấp sau là thêm con nữa. Anh em đang đi chung kia á. Mình phải đi vào vòng ra ngoài này. Lúc. Ở đây là người ta đang thả đê nè các bạn. Mùa nước nổi tới rồi. Mình mong luôn các bạn. Có đường qua anh Dương ơi. Qua cầu này mới được. Nguyên một giường ổi luôn. Trái ngạt chưa các bạn thấy không? Ổi bây giờ mình phải bao lên như vậy nè. Không hồi sâu nó đục hết trơn à. Nhưng mà an toàn nha các bạn. Không có phân thuốc. Đây nè. Đang liền.
luôn chưa? Xong. Xong. Đây là xong. Văng xong chụp chuột. Rồi, chặn đây. Xong, tìm kìa. Dễ ẹt, con này dễ ẹt bắt. Chặn chớ lại đó. Tới luôn kìa. Okay, bọn sinh kìa. Tới luôn xong rồi, tút lặn xong rồi. Con có thấy lặn không? Tay khỏi kêu bằng siêu tổ à. Tay khỏi kêu bằng siêu tổ à. Lắm. Theo tới cùng. Trong hang là tút sau lưng người ta. Văn chụp với dây thành công. Chạy mà thoát à? Tú làm gì ta? Ngồi nóng nó mới ra đường nào rồi. Chạy sau lưng á. Như vậy. Cái công việc thù lù ghê quá. Ai biết. Cây. Chạy nhảy à. Cây. Thôi anh em mà tiếp tục nha. Hàng ngách nó chạy đâu bằng thế. Hàng ngách tốt trên này nè. Đây nè, đây nè. Đây nè. Còn nữa gì á? Bơm thử nè. Hết rồi. Này nãy ra cái này nè. Ừ. Hết rồi, hết rồi. Cái làm cho có sử dụng chứ. Dán dán mặt ngoài. Khoét cái hang cho nó đẹp trai kìa. Bắt cái hang này nha. Chơi giữa đồng luôn nha các bạn. Đây, bùa kế ớt. Dẹt cái lẩu để bơm vô dơm là được à. Được rồi, xong. Bơm vô dơm nước nó chảy nha. Đi bên đây mà chạy bên đây các bạn. Nói chung hay lắm á. Đặt này đặt dữ nha. Khoét khoét cái ớt lại cho người ta. Vừa vừa. Lấp ớt lại cho cá. Lấy cá ra. Dính được cái sao. Cái này như chuột cũng cái sao. Ủa, tủ vô anh lại. Rồi, đi tiếp nha. Ê, khoan không xong. Dọn nghe đâu. Treo mới được, treo mới được. Để con sầu luôn á. Ra phè, mực, đi ra con, đi. Đi ra. Bên kia, bên này nè. Ừ, bên đó đó. Đây nó chạy ra đâu giờ dữ thằng hả? Nó cho cao luôn cho nó cả.
Chỗ nó dài anh á, chỗ nó dài anh á, ừ. Có nước rồi đó, đúng rồi đó. Từ bắt cái kỹ ngàn chục kiểu lắm bự đó. Tới luôn, tới luôn, tới luôn. Tới luôn, tới luôn, vô, 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 vô. Đi lên, đi lên, đi. Trở lại, trở lại, trở lại, trở lại, trở lại, trở lại. Trời, trời, con chuột nó khôn trời. Kìa, kìa, tới đây nè. Ác con chuột khôn chứ. Lên đó rồi không? Kìa kìa. Lên Mỹ kìa, kìa. Đó đó đó. Nhìn luôn. Lô. Chập bá luôn. Gọi bá tiếng ổng không? Trời 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 trời, chuột gì vậy? Trời, chuột giá nó bự. Quỷ. Quỷ vô. Quỷ. Con quỷ chưa. Thôi à, thôi à. Lên, tiếp. Tiếp tục. Hết hồn chuột rồi chứ. Anh em phát hiện có cái hàng chuột cống cái này nè các bạn ơi. Hàng mới anh Túc. Mới. Có cái ấy rồi. Hả? Dương, anh Dương cho cái cái gì đang vô đây nè. Đang tới bên kia luôn kìa. Gì đâu nổi không? Gì đúng không? Đi này, đi, rút đây được nè. Cái lớn nó bự nghe cho thôi. Rút rồi đó. Thôi nha, coi vòng vòng nha. Rút cái lắm, rút rồi đó.
Đi nè. Ừ. Đâu đâu đâu. Đâu. Ừ. Lượm ơi, lượm ơi. Trời chà bá lửa luôn. Vô. Hai con, hai con các bạn ơi. Vô. Con này với con này là hai con nha. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Uống nước nó no. Uống nước nó. Nín thấy ghê trời. Rồi, thôi mình về đi, nhiêu đây dữ lắm nha quay. Lứa được con nữa nè. Cái hang bự lắm luôn á. Rồi anh em về các bạn. Đói bụng chịu hết nổi luôn rồi. Về nước đá. Đi như 4-5 tiếng đồng hồ á. Đá rồi. Ừ, chụp nha. Đây là sản phẩm bữa nay. Đây nè. Quần dắt kìa ông nội ơi, ông đưa hoài. Đừng có nhìn. Bữa nay dắt quần luôn rồi. Đừng có nhìn nó nhìn. Rồi chào cả nhà nha. Chúc cả nhà buổi chiều thân nhìn em vui. Anh em nghỉ ngơi đây. Mệt lắm rồi.